Dạ anh Kỳ Lân làm gì vậy ạ? Anh đang ngắm chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Steel Diamond này. Anh thích cái tính năng chronograph của nó, chức năng bấm giờ nè, thú vị lắm. Ở những dòng Hublot Classic Fashion hay là những dòng Hublot khác thì anh từng review rất nhiều, nhưng hôm nay anh chi tiết về một chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Steel Diamond có chức năng chronograph. Chiếc đồng hồ này thì cũng giống như những chiếc đồng hồ khác về chức năng giờ, phút giây kim và có ô lịch ngày. Ngoài ra thì có chức năng tính năng chronograph rất thú vị. Đây, bấm giờ. Thì đây là một chiếc đồng hồ Hublot Big Ben. Thân vỏ đồng hồ là titan và phần dây đeo là dây đeo cao su hoàn toàn. Dây đeo cao su nguyên khối của hãng Hublot này. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ thời trang mà thể thao. Ngoài chức năng đeo đẹp dáng xem giờ thì có tính năng chronograph nên rất thú vị và thu hút được rất nhiều những anh chị thích thời trang, thích thể thao và sang trọng. Dạ anh Lân ơi, hình như chiếc đồng hồ này đã qua sử dụng rồi đó. Đúng rồi em, chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Thì tất nhiên là Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ, những dòng đồng hồ, những thương hiệu đồng hồ về top đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay như là Remoulin, Hublot, Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, Jacob, vân vân. Thì chắc chắn Scornil là sẽ có siêu lướt. Để cho tiết kiệm thì mình có thể chọn những chiếc đồng hồ siêu lướt chứ đừng chọn những chiếc đồng hồ quá cũ. Vì một chiếc đồng hồ mình đeo ngoài chức năng để thời trang xem giờ thì còn là một cái giá trị tài sản nữa, nên mình chọn những chiếc đồng hồ phải thật chuẩn. Một là new, còn nếu như chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta sẽ mua những chiếc đồng hồ line new gần như mới, thì giá trị về chất lượng sẽ gần như không thay đổi và được tiết kiệm được một khoản chi phí rất hợp lý. Dạ bạn, thì chiếc này giá bao nhiêu bạn? Chiếc này hiện tại giá là trên 200 triệu thôi em. Còn nếu mà mới thì sẽ hơn rất là nhiều. Và hiện tại chiếc đồng hồ này là Kỳ Lân sưu tầm từ một vị khách hàng mua đeo rất kỹ, gần như rất là mới luôn. Khách hàng đeo cũng ít bởi vì khách hàng có rất nhiều đồng hồ và nằm trong bộ sưu tập thì khách hàng thay phiên, luân phiên thay đổi. Kỳ Lân chỉ giao lưu và phục vụ giao lưu với tất cả các khách những chiếc đồng hồ new hoặc là lay new thôi, còn những chiếc đồng hồ đã quá đắt quá cũ thì Kỳ Lân sẽ không có làm, vì Kỳ Lân là đơn vị chọn lựa những gì đẹp nhất, tốt nhất và hoàn hảo nhất để mà phục vụ giao lưu với tất cả các khách.